Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FDVN Channel, nơi chúng tôi chia sẻ những vấn đề thời sự pháp luật, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí, kể những câu chuyện vui về nghề luật, cung cấp những kiến thức khoa học pháp luật. Kênh cũng trao đổi những vấn đề kỹ năng nghề nghiệp, câu chuyện hành nghề và những vấn đề của nghề luật ở Việt Nam. Thời gian gần đây, vi bằng là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật, là căn cứ để thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Từ việc lập vi bằng, nghề thư phát lại dần dần được nhiều người biết đến hơn. Tuy nhiên, cái nghề thư phát lại vẫn được hiểu một cách mơ hồ và chưa quá phổ biến. Trong video hôm nay, hãy cùng FDVN tìm hiểu về nghề thư phát lại. Mục 1. Lịch sử về thư phát lại. 1. Khái quát lịch sử ra đời của nghề thư phát lại trên thế giới. Thư phát lại có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại và nước có truyền thống thư phát lại lâu đời nhất, chuyên nghiệp nhất là Pháp. Từ thời La Mã cổ đại, các quan tòa Pháp đã phải nhờ đến sự trợ giúp của một đội ngũ, những người được gọi là officier, để thực hiện các chức năng là giữ gìn trật tự tại phiên tòa và kê biên tài sản hoặc đưa vào tù những con nợ trai ỉ. Đến thời Trung Cổ, đội ngũ nhân viên này được đổi tên thành surgeons, những người chủ yếu làm nhiệm vụ tống đạt văn bản và thi hành án, và heuser là những người có nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại phiên tòa, tiếng Việt là thư phát lại. Cũng có tài liệu cho rằng thư phát lại có nguồn gốc từ việc chuyển giao một phần quyền lực của nhà vua cho những người có tiền để huy động kinh phí phục vụ cho các hoạt động của nhà nước trong thời kỳ chiến tranh. Nguồn gốc lịch sử của thư phát lại là do thực tế công lý đòi hỏi các bên trong tranh chấp dân sự, thương mại phải xuất hiện và xuất trình những chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của mình, và đòi hỏi các quyết định, bản án của tòa án phải được thi hành. Yêu cầu kép này đã luôn tồn tại. Nó giải thích vì sao thư phát lại cũng luôn luôn tồn tại trong xã hội. Năm 1705, ở Pháp, hai chức năng trên được tập trung và giao cho duy nhất một người, chức danh thực hiện, đó là thư phát lại. Chế định thư phát lại lại ra đời từ thời điểm đó và được duy trì cho đến ngày nay. Tại Anh và nhiều nước châu Âu, Hoa Kỳ, thư phát lại được gọi với nghĩa tương đương là bailiff, hay gọi chung là judicial officer. Đây là người có quyền năng pháp lý để thực hiện một số công việc trong nội bộ tòa án, thu hồi nợ theo quyết định hoặc bản án của tòa án. Trên thực tế, tùy theo công việc được giao, chức danh này được phân ra nhiều ngạch khác nhau như thư phát trạc, chuyên tống đạt giấy tờ hoặc lập vi bằng, thư phát lại đăng đường, chuyên phục vụ tại phiên tòa, thư phát lại ủy cử là thư phát lại được tạm thời cử ra để đảm nhiệm chức trách của thư phát lại ở những địa phương chưa có thư phát lại. Nghề thư phát lại tồn tại và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số 28 nước ở châu Âu được khảo sát, nhiều nước có quy chế nghề thư phát lại độc lập như Anh, xứ Wales, Pháp, Bỉ, Hy Lạp, Hà Lan. Đặc biệt, năm 1990, khi Liên Xô Xô Viết tan rã, các nước mới gia nhập Liên minh châu Âu như Victoria, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Bungary đã thừa nhận thư phát lại là nghề tự do, độc lập với quyền lực của nhà nước. Liên bang Nga cũng đã công nhận và phát triển thư phát lại như một nghề từ năm 1997 với việc ban hành luật về thư phát lại. Một số nước, vùng lãnh thổ ở châu Á cũng đã cho phép thư phát lại tồn tại và phát triển như một nghề độc lập như Hồng Kông, Singapore. Hiện nay, Hiệp hội Thư phát lại Quốc tế UISJ có 86 thành viên với nhiều hoạt động phong phú nhằm trao đổi, hỗ trợ các thành viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Để trở thành người được bổ nhiệm thư phát lại, phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện chặt chẽ do luật định. Nhìn chung, có 3 nhóm tiêu chuẩn được quy định đối với người hành nghề thư phát lại, đó là tiêu chuẩn chung về tư cách công dân, độ tuổi, lý lịch và khả năng phù hợp nghề nghiệp. Tiêu chuẩn về chuyên môn, có trình độ chuyên môn nghề nghiệp, đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ. Và tiêu chuẩn về đạo đức và lý lịch tư pháp, không có tiền sử vi phạm pháp luật và đạo đức. Tại Pháp, quốc gia có lịch sử phát triển nghề thư phát lại lâu đời nhất, người hành nghề thư phát lại phải đáp ứng các tiêu chuẩn là công dân Pháp theo bộ luật quốc tịch, chưa từng bị kết án hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp kỷ luật, chưa từng thực hiện hành vi gây tổn hại đến danh dự, vi phạm nguyên tắc
trung thực và thuần phong mỹ tục và chưa từng bị phá sản. Điều kiện về năng lực chuyên môn: phải có bằng đại học và có bằng Master 1 về luật, 4 năm học luật, thực tập hành nghề 2 năm, 1/2 thời gian tại văn phòng thử phát lại, 1/2 thời gian còn lại thực tập tại một văn phòng công chứng, luật sư, bán đấu giá, luật sư tại tòa án phúc thẩm, cơ quan hành chính nhà nước, bộ phận pháp chế và thuế của doanh nghiệp. Thi đỗ kỳ thi sát hạch chuyên môn, trừ các trường hợp được miễn toàn bộ hoặc một phần các điều kiện này. Thứ ba, mỗi người chỉ được tham gia kỳ thi sát hạch chuyên môn này nhiều nhất là 4 lần. Nếu không thi đỗ lần thứ tư thì không được nộp hồ sơ nữa. Tại Hoa Kỳ, để trở thành một thử phát lại thì phải là công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi, tùy từng bang và đạt tiêu chuẩn nhất định. Có ít nhất một bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. Được đào tạo chuyên môn tại trường cao đẳng từ 2 đến 4 năm, trường dạy nghề hoặc học viện cảnh sát với các môn học và kỹ năng trong thực thi pháp luật và quản lý, không có tiền án tiền sự, phải duy trì các tiêu chuẩn mực cao nhất về sự liêm chính, trung thực, vượt qua bài kiểm tra sát hạch theo quy định của liên bang và từng bang. Hầu hết các nước được nghiên cứu đều quy định thử phát lại là công lại, đó là người hành nghề tự do, độc lập nhưng do nhà nước bổ nhiệm khi có đủ các điều kiện về chuyên môn và phẩm chất đạo đức theo quy định của pháp luật. 2. Sự ra đời nghề thử phát lại ở Việt Nam. Chức danh thử phát lại bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam song hành với việc vua Tự Đức ký hòa ước ngày 5 tháng 6 năm 1862 cho Pháp 6 tỉnh Nam Kỳ. Sau đó là bản hiệp ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 đặt Việt Nam trở thành một nước dưới quyền của Pháp. Chế định thử phát lại được quy định trong các văn bản pháp luật như Luật Dân sự Tố tụng Việt Nam năm 1910, Bộ Dân luật Trung năm 1936-1939, Bộ Hộ sự Thương sự Tố tụng năm 1942, Bộ Luật Dân sự Bắc năm 1931, Bộ Dân sự Tố tụng Bắc năm 1917, Nghị định số 111 ngày 8 tháng 3 năm 1949 của chính quyền Bảo Đại, Bộ Luật Dân sự Thương sự Tố tụng và Bộ Luật Hình sự Tố tụng của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu năm 1972. Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, hệ thống các cơ quan tư pháp mới được thiết lập trong cả nước. Chế định thử phát lại tồn tại trước đó được duy trì và chịu sự quản lý của Ban Công lại thuộc Phòng Giám đốc Hộ Nội vụ của Bộ Tư pháp. Đến ngày 24 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh 13 quy định về tổ chức của tòa án, các ngạch thẩm phán. Trong đó, khoản 3, điều 3 sắc lệnh quy định, Ban Tư pháp xã có quyền thi hành những mệnh lệnh của thẩm phán cấp trên, bao gồm các bản án, quyết định của tòa án. Ngày 19 tháng 7 năm 1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban sắc lệnh 130SL, quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của tòa án. Điều 3 của sắc lệnh này quy định trong các thị xã, khu phố, chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký đều chịu trách nhiệm thi hành những lệnh, mệnh lệnh hoặc án của tòa án. Ở những nơi nào đã có thử phát lại riêng thì đương sự có quyền nhờ thử phát lại thi hành mệnh lệnh. Về thẩm quyền, trách nhiệm của thử phát lại trong thi hành án, điều 1 của sắc lệnh trên quy định bản sao hoặc trích lục bản án do các phòng lục sự phát cho các đương sự để thi hành các án hoặc mệnh lệnh các tòa án hộ đều phải có thể thức thi hành ấn định như sau. Vậy, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truyền cho các thử phát lại theo yêu cầu của đương sự thi hành bản án này. Các ông trưởng lý và biện lý kiểm sát việc thi hành án, cai trị chỉ huy binh lực, giúp đỡ mỗi khi đương sự chiếu luật yêu cầu. Như vậy, sắc lệnh 130SL ngày 19 tháng 7 năm 1946 chính là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động thử phát lại trong chế độ mới. Miền Nam, mô hình thử phát lại tồn tại trong suốt thời kỳ pháp thuộc và dưới chế độ của chính quyền Sài Gòn đến ngày miền Nam hoàn thành giải phóng năm 1975. Thử phát lại là công lại làm việc theo triệu dụng của khách hàng khi có yêu cầu và theo đề nghị của tòa án trong phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định. Đích của công lại là nhằm phục vụ công lý, phục vụ hoạt động tư pháp và nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân trong xã hội. Thử phát lại không phải là công chức tư pháp, không hưởng lương từ ngân sách nhà nước
hoạt động không theo chế độ công vụ, khác với công chức tư pháp, thử phát lại thực hiện một số công việc theo yêu cầu của khách hàng và theo đề nghị của tòa án trong phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định. Tuy được quy định ở các văn bản pháp luật khác nhau, nhưng với tên gọi khác nhau như trưởng tòa miền Bắc, mỏ tòa miền Trung, thử phát lại miền Nam đều thể hiện địa vị của một công lại giống như chức danh Huser trong hệ thống tư pháp của Pháp định trong Bộ Dân luật Pháp năm 1804 và Bộ Dân sự Tố tụng Pháp năm 1807. Nhìn chung, thử phát lại trong thời kỳ Pháp thuộc và dưới quyền Sài Gòn đều có nhiệm vụ thông báo tòa khai mạc và bế mạc, gọi các đương sự, nhân chứng, thi hành lệnh giữ trật tự tại tòa. Đây là các nhiệm vụ tại phiên tòa, tống đạt các giấy tờ theo yêu cầu của tòa án, lập các vi bằng theo quy định của pháp luật, phát mại động sản hay bất động sản và trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của tòa án. Các nhiệm vụ này được thực hiện bên ngoài phiên tòa. Để tổ chức, thử phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm và quản lý, hành nghề trên cơ sở của pháp luật, được hưởng thù lao của khách hàng theo biểu giá quy định. Khác với luật sư, thử phát lại không có quyền từ chối thi hành nhiệm vụ nếu được yêu cầu, nếu không có lý do chính đáng. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thử phát lại chịu sự chỉ đạo trực tiếp của những công chức có trách nhiệm như trưởng lý, biện lý, thẩm phán, lục sự. Hoạt động của thử phát lại được tổ chức thành văn phòng. Thời kỳ đầu, từ năm 1950 đến năm 1968, Sài Gòn chỉ có 5 văn phòng, đến năm 1974 tăng lên 14 văn phòng. Các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Bình Dương, Biên Hòa, mỗi tỉnh có 1 văn phòng. Tổng số thử phát lại trước năm 1975 có 18 thử phát lại thực thụ và 18 thư ký trưởng. Thư ký trưởng thay thế thử phát lại thực thụ để thực hiện các hành vi tố tụng theo quy định. Ở các tỉnh còn lại, công việc thử phát lại được giao cho các cảnh sát trưởng, trưởng ty cảnh sát hoặc phó cảnh sát trưởng hoặc các quận trưởng tạm thời kiêm nhiệm do nghị định của Tổng trưởng Tư pháp bổ nhiệm và các viên chức được thu lệ phí như thử phát lại. Chế định thử phát lại hiện nay, quyết số 8 Nghị quyết Trung ương ngày 2 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp xác định nghiên cứu việc xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp, chương xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 49 Nghị quyết Trung ương của Bộ Chính trị. Từng bước thực hiện việc xã hội hóa và quy định những hình thức, thủ tục để giao cho tổ chức không phải là cơ quan nhà nước, được thực hiện một số công việc thi hành án, nghiên cứu chế định thử phát lại, trước mắt có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương sau vài năm. Trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá thực tiễn, sẽ có bước đi tiếp theo. Ngày 14 tháng 11 năm 2008, tại Quốc hội khóa 12 đã thông qua Nghị quyết số 24/2008, Quốc hội 12 về việc thi hành luật thi hành án dân sự, trong đó giao cho chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm chế định thử phát lại tại một số địa phương. 24 tháng 7 năm 2009, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 61/2009, nghị quyết chính phủ về tổ chức và hoạt động của thử phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc thực hiện thí điểm bước đầu đã thu được kết quả đáng khích lệ, được Quốc hội, chính phủ đánh giá tốt, được người dân đón nhận tích cực. Trên cơ sở kết quả thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 36/2012, Quốc hội 13 về việc tiếp tục thực thi thí điểm chế định thử phát lại. Đó, Quốc hội giao cho chính phủ triển khai thực hiện thí điểm chế định thử phát lại tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Bước đầu, hệ thống thử phát lại dần được hình thành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phân bố đều trên cả nước. Ngày 26 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 107/2015, Quốc hội 13 về thực hiện chế định thử phát lại. Theo đó, Quốc hội ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực thi thí điểm chế định thử phát lại, đồng thời quyết định chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định thử phát lại trong phạm vi cả nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hiện nay, theo Điều 3 Nghị định số 3/2020 Nghị định Chính phủ, thử phát lại được làm một số công việc như sau: tống đạt các văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong việc xét xử hay các quan hệ pháp lý khác theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức,
xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự, trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự, còn lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án. Mục thứ 2, điều kiện trở thành thừa phát lại. Mục 1, điều kiện được bổ nhiệm làm thừa phát lại. Để được bổ nhiệm làm thừa phát lại, cá nhân phải có đủ các điều kiện tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. Thứ hai, có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật. Thứ ba, có thời gian công tác pháp luật từ 3 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật. Thứ tư, tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề nghiệp thừa phát lại theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 8/2020, Nghị định Chính phủ. Thứ năm, đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại. Hai, lộ trình trở thành thừa phát lại. Bước 1, có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành luật chỉ ở các ngành nghề, chức danh như thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm sát viên, luật sư. Việc tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành luật cũng là một trong các điều kiện cần trên hành trình đầu tiên của nghề nghiệp thừa phát lại. Việc học đại học chuyên ngành luật có thể cần đến thời gian 4 đến 5 năm, bạn có thể tốt nghiệp cử nhân. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là cử nhân luật mà đã học một ngành nào khác gần với chuyên ngành luật, ví dụ như chuyên ngành lý luận nhà nước và pháp luật, chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, sau đó bạn có thể học cao học, chương trình học tập sau đại học với chuyên ngành luật để đáp ứng điều kiện này. Khi đó, chương trình cao học sẽ có thời hạn từ 1,5 đến 2 năm. Bước 2, tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề thừa phát lại, công nhận tương đương đào tạo nghề thừa phát lại ở nước ngoài. Khóa đào tạo nghề thừa phát lại với thời gian 6 tháng do Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp thực hiện. Nếu có định hướng nghề nghiệp thừa phát lại trong tương lai, bạn có thể tham gia khóa đào tạo này. Lưu ý khi tham gia, bạn cần có các điều kiện. Thứ nhất là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. Và hai, có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật. Khi hoàn thành khóa đào tạo này thì sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề thừa phát lại theo khoản 2 điều 7 nghị định số 8/2020 nghị định chính phủ. Những người đã hành nghề hoặc có các chức danh sau khi được miễn đào tạo nghề thừa phát lại mà sẽ phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề thừa phát lại kéo dài 3 tháng tại Học viện Tư pháp. Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên, luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 5 năm trở lên, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật, người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, người là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật, người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp tại ngành thi hành án dân sự. Ngoài ra, trường hợp đã có văn bằng đào tạo nghề thừa phát lại được cấp bởi cơ sở đào tạo ở nước ngoài, bạn có thể yêu cầu công nhận tương đương đào tạo nghề thừa phát lại ở nước ngoài. Bước 3, tập sự hành nghề thừa phát lại. Người có chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề thừa phát lại hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề thừa phát lại hoặc quyết định công nhận tương đương đào tạo nghề thừa phát lại ở nước ngoài thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề. Thời gian tập sự hành nghề thừa phát lại được bắt đầu kể từ ngày Sở Tư pháp ra văn bản thông báo về việc đăng ký tập sự như sau. 6 tháng đối với người được đào tạo nghề thừa phát lại, 3 tháng đối với người được bồi dưỡng nghề thừa phát lại. Bước 4. Tham gia kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại. Người đã hoàn thành việc tập sự, nộp một bộ hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, nơi đăng ký tập sự. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề thừa phát lại. Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Tư pháp dự kiến thời gian kiểm tra và thông báo về việc đăng ký tham dự kiểm tra cho các Sở Tư pháp, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 5. Được bổ nhiệm thừa phát lại. Khi đáp ứng đủ điều kiện trở thành thừa phát lại, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự. Người đề nghị bổ nhiệm thừa phát lại
phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí 800.000 đồng trên một hồ sơ. 3. Một số ý kiến kiến nghị để nghề thừa phát lại phát triển trong tương lai. Nghề thừa phát lại là một ngành nghề tiềm năng và ngày càng phát triển. Hiện nay, trong các chức năng thừa phát lại thì việc lập phi bằng được xem là phổ biến và giúp người dân hiểu biết về nghề nghiệp này nhiều hơn. Mặc dù pháp luật có những quy định về chức năng thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự, xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại, nhưng khi thực hiện, thừa phát lại vẫn gặp nhiều khó khăn. Các hoạt động này không nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cơ quan, tổ chức khác. Thực tế, hiện nay còn quá ít các cơ quan, tổ chức hiểu hết về chức năng của thừa phát lại và quyền hạn của thừa phát lại, dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác. Điều này dẫn đến hoạt động trong việc thực tế không mang lại hiệu quả cao. Các văn phòng thừa phát lại không còn mặn mà với công việc và dẫn đến các chức năng này của thừa phát lại không phổ biến. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thừa phát lại, nên xem xét một số giải pháp sau. Thứ nhất, cần xây dựng quy chế theo sự phối hợp thực thi các công việc giữa thừa phát lại và các cơ quan, tổ chức, ban, ngành liên quan. Thừa phát lại được nhà nước trao quyền để thực hiện quyền lực nhà nước. Hoạt động thừa phát lại liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Do đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành luật về thừa phát lại nhằm khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của thừa phát lại, tạo cơ chế, cơ sở pháp luật vững chắc của sự phối hợp trong công việc để thừa phát lại hoạt động và phát huy hiệu quả. Thứ hai, cần thực hiện tuyên truyền, truyền thông và phổ biến pháp luật, giúp cá nhân, tổ chức, cơ quan hiểu biết sâu rộng về nghề nghiệp và chức năng của thừa phát lại. Các tổ chức thừa phát lại hiện nay cũng cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền về chức năng hoạt động của tổ chức thừa phát lại, tăng cường công tác tuyên truyền về chế định thừa phát lại bằng các phương pháp, hình thức linh hoạt, phù hợp và thiết thực với các cán bộ, công chức, các cơ quan, tổ chức và người dân biết được, hiểu được những nội dung cơ bản như thừa phát lại thực hiện việc tống đạt văn bản, quyết định về thi hành án và thực hiện một phần nhiệm vụ về thi hành án dân sự. Trong nhiều trường hợp, pháp luật quy định đương sự có quyền lựa chọn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự hoặc văn phòng thừa phát lại, tổ chức thi hành án bản án, quyết định của tòa án, và các đương sự cũng có quyền yêu cầu văn phòng thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án theo quy định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu về nghề thừa phát lại ở Việt Nam. Hy vọng rằng qua những thông tin trên, các bạn đã có cái nhìn tổng quan về nghề thừa phát lại ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều video hữu ích về các chủ đề pháp luật khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.